Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video ngắn giới thiệu cho các bạn vui chơi giải trí bên trong Thủy Cung ở Vinwonders. Đấy, mời các bạn cùng đón xem nhé. Đó là toàn cảnh phía bên trên. À, phía xa xa khu vui chơi giải trí mà phía có con rùa là nó là cái Thủy Cung đó các bạn. À, thi công nó đang xây dựng mà nó chưa hoàn thiện, bên ngoài người ta còn đang xây dựng nữa. Tí nữa thì mình sẽ di chuyển vào bên trong để khám phá bên trong thi công nó sẽ có gì, mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nhé. Mời mọi người cùng đăng ký để theo dõi nha mọi người. Ai mà xem kênh mình chưa tương tác thì mình hãy tương tác với nhau các bạn nhé. Các bạn cứ để lại bình luận mà cho mình một đăng ký, một like ở phía bên dưới và bật chuông theo dõi. Các bạn theo dõi các video tiếp theo thì mình sẽ tìm đến cho nhà cho các bạn nhé. À, mời các bạn cùng bắt đầu đi vào bên trong thủy cung. Đây là cái khu những con chim cánh cụt ở bên trong nha các bạn. À, những chú chim cánh cụt rất là nhiều. Khu này là thiên đường của các loài cá luôn. À, đây là chim cánh cụt, ngắm chim. Tí rồi mình sẽ di chuyển qua của các loài cá. Đường bắt đầu vào lối vào của khu bên trong vương quốc các loài cá. Cá rất là chi rất là nhiều ha. Những con cá thịt bự đang bơi lội tự do bên trong cái hồ nước những chìm bên trong. Thủy cung là nuôi dưỡng bảo tồn các loài động vật trong những bể kính lớn, tạo cho người xem cảm giác như đang đi bộ dưới đáy biển. Thank you.
video tại đây. Các bạn xem video đăng ký kênh.